là mất cả chỉ lẫn trải, tức là thiệt đơn thiệt kép. Nếu chúng ta đã mất một cái gì đó thì nó đã mất rồi, nó mất rồi. Mà nếu như chúng ta không tỉnh táo thì nó sẽ mất tiếp theo nữa. Chúng ta hãy chú ý điều đó để đừng mất cả chỉ lẫn trải, thiệt đơn thiệt kép như vậy. Chẳng hạn như mất việc làm, chúng ta thấy buồn chán, thấy lo lắng. Nhưng mà thực sự ra những cái đó buồn, lo, nó không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà bạn đang làm cái việc đó dẫn đến sức khỏe của bạn đi xuống, và có nguy cơ bạn dễ mắc bệnh tật. Và khi mắc bệnh tật mà lại không có việc làm thì có phải là thiệt đơn thiệt kép không các bạn? Đấy, lo lắng mà, buồn chán mà, rất dễ bị bệnh. Thì chúng ta ý thức dần dần như thế để chúng ta kiểm soát cái việc là khi đã mất một cái gì đó, đấy, đã không được một cái gì đó thì chúng ta đừng để mất thêm, thì chúng ta sẽ có cái cuộc sống tốt dần lên sau này. Hoặc là không tệ hơn, giữ cho nó không tệ hơn cũng là cái tốt rồi. Giữ cho nó không tệ hơn cũng là cái tốt rồi. Đầu tiên các bạn không biết đi thì các bạn tập. Khi tập đi xe đó, khi các bạn đã đi được xe rồi thì cái kỹ năng đó nó theo bạn suốt đời. Một kỹ năng tốt bạn không tập, cả cuộc đời của mình sẽ không biết đi xe. Thế nên là bạn hãy cố tập một lần. Chỉ một lần tập thôi là bạn sẽ biết được những cái kỹ năng tốt. Ví dụ như đi xe này, bạn chỉ một lần thôi là cả đời bạn biết đi xe.